Nhận định bóng đá Liverpool với Everton. 0:30 phút ngày 21 tháng 2, vòng 25 ngoại hạng Anh. Với cách biệt chỉ 3 điểm trên bảng xếp hạng, trận derby vùng Merseyside lần thứ 289 đang trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Liverpool đang sụp đổ, đó không còn là nguy cơ mà đã trở thành hiện thực. Từ vị trí dẫn đầu, The Kop rơi xuống thứ 6 chỉ sau 2 tháng và coi như đã dương cờ trắng trước Man City, đội bóng đang hơn họ tới 16 điểm. Lữ đoàn đỏ chỉ thắng 2 trong số 8 trận gần nhất, để thua tới 5. Số bàn thua mà Liverpool nhận về trong năm 2021 còn nhiều hơn cả 72 trận đấu trong 2 năm 2019 và 2020 cộng lại. Thật may cho The Kop, họ vẫn tìm thấy ánh sáng trong chuỗi ngày ảm đạm. Hai bàn thắng của Sadio Mane và Mohamed Salah đã giúp đội chủ sân Anfield có được chiến thắng quan trọng trước RB Leipzig tại vòng 1/8 cúp C1, qua đó tạo lợi thế rất lớn ở trận lượt về. Chiến thắng của Liverpool cũng là lời cảnh báo cho Everton rằng họ vẫn chỉ là đội bóng mạnh thứ hai của vùng Merseyside. Bản thân The Kopis cũng bước vào trận đại chiến với tư cách một trong ba đội duy nhất kiếm được ít điểm hơn Liverpool trong 6 vòng đấu vừa qua. Tuy nhiên, những con số thống kê đó không vẽ nên bức tranh toàn cảnh về Everton. Đội bóng của huấn luyện viên Carlo Ancelotti vẫn thi đấu không đến nỗi nào khi cầm hòa Leicester, MU và thắng Leeds United. Vị trí hiện tại của đội chủ sân Goodison Park trên bảng xếp hạng cũng là chấp nhận được. Phong độ sân khách của Everton trong thời gian gần đây là khá tốt. Ngược lại, sân nhà không còn là điểm tựa đủ yên tâm của Liverpool trong những vòng đấu vừa qua. Do đó, The Kopis hoàn toàn có thể nghĩ đến chuyện có điểm khi ra về. Dự đoán Liverpool với Everton 2-1.